Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn hình ảnh quê mình thu hoạch lúa xong thì bà con xới đất chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Đây là cánh đồng vào buổi sáng nhìn rất đẹp các bạn. Bên cạnh thửa ruộng thì có một cái con mương nhỏ để dẫn nước vào ruộng. Đây là hình ảnh chiếc máy xới đất. Khi nào vào vụ lúa thì người ta sẽ tháo cái giàn xới phía sau ra để mà chở lúa các bạn. Khi xong vụ lúa thì bắt đầu lắp giàn xới vào để mà đi xới đất. Máy xới này chạy rất nhanh các bạn ơi. Cảnh ở đồng quê rất yên bình. Mời các bạn cùng theo dõi video để giải trí. Thank you.
Tiếp theo mình chia sẻ với các bạn hình ảnh một đám ruộng mướp các bạn. Bà con trồng mướp vào mùa này thì đang vào mùa cho trái. Cho nên trên ruộng mướp có nở những cánh hoa mướp màu vàng rất đẹp. Đây là cảnh nhìn từ trên cao, chia sẻ các bạn cùng xem. Video chia sẻ cảnh xới đất chuẩn bị cho vụ mùa sản xuất lúa và cánh đồng hoa mướp vàng rất đẹp. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy thích, các bạn ủng hộ cho mình một like và một chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.